Hello, xin chào anh em. Quý hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe thái cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em quý hàng của bạn nhiều sức khỏe và có nhiều thành công cho công việc cũng như là cuộc sống, một ngày tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Thì ngày hôm nay mình có một siêu phẩm đến từ nhà máy Đô Hà lắp ráp và sản xuất, muốn mang đến cho anh em quý hàng của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Một chiếc xe tải với thương hiệu là IZ49, tải trọng của em nó là 2,1 tấn, thùng dài 4,2 m. Nội thất rất là đẹp, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, hộp số 5 số tiến 1 số lùi, xe đi được 132.000 km, sản xuất năm 2017, niên hạn sử dụng đến 2042. Máy lạnh da vô mùi thuốc lá rất là đủ, ghế bột da rất là sang trọng, 3 chỗ ngồi. Thì xe này là phiên bản 2,1 tấn, thùng dài 4,2 m, chiều ngang là 1,790 m và chiều cao là 1,775 m. Khối lượng toàn bộ game nó là 4,9 tấn, khối lượng bản thân là 2,6 tấn. Đó chính là cái dòng xe IZ49 phiên bản thùng kính có cửa hông. Muốn mang đến cho anh em quý hàng các bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Đấy, xe vỏ lốp với đường kính mâm là 16 inch, vỏ 7 inch. Gai cũng còn rất là cao. Phía sau hai cái cửa phía sau dạng container và cái tay khóa cửa nó bằng khóa hộp. Khóa hộp này nó chắc hơn rồi anh em. Nó chắc chắn và an toàn hơn, khóa hộp. Nói chung là rất là xịn sò với cái một cái xe tải như thế này. Muốn mang đến cho anh em quý hàng các bạn, sàn sắt thùng hai lớp, ở giữa có khung xương và lớp mốt xốp. Nói chung mọi thứ trên xe đều khá là ổn định và khá là tuyệt vời. Với mức giá mình đang dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của các bạn là 250 triệu, sở hữu ngay em Đô Thành IZ49 phiên bản thùng kính như thế này. Thùng rất là đẹp, bên mình đã đại tu lại em nó về mọi thứ từ sơn và thùng mỏng. Nói chung là xe giờ rất là cộp và rất là chắc. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đưa em nó về phục vụ đức kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng cùng các bạn. Một siêu phẩm đến từ nhà máy Đô Hành IZ49. Nói chung là mọi thứ trên xe đều khá là tuyệt vời luôn anh em. Sàn sắt nhưng mà cái lớp ngoài của cái thùng bằng inox rất là dày cộm luôn, inox dập sóng rất là dày luôn nha anh em. Và đây là cái khối động cơ của em đó, với khối động cơ dung tích xi lanh là 2,7 lít, công suất đạt 80 kW, động cơ 3400, máy Isuzu liên danh. Máy Isuzu này là liên danh thôi nhưng mà chạy rất là sướng và rất là bền, nghe tiếng máy rất là im, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, phun dầu điện tử, có máy lạnh, xe máy móc im ru chạy sướng. 2,5 tấn, IZ49, 250 triệu, đời 2017, niên hạn sử dụng đến 2042 nha anh em. Thùng 4,2 m, 2,1 tấn, 50. Đó, có turbo trấn áp, cabin rất là liền lạc, mọi thứ trên xe đều khá tuyệt vời và khá là đẹp. Cho anh em quý hàng hãy suy nghĩ đầu tư một xe tải IZ49 của nhà máy Đô Hành, mang số báo danh là 69. Đó, khung sắt xi, khung gầm đằng ngay này dọc rất là cứng ngắc luôn, rất là đẹp luôn anh em. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá và cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ của bên mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá và cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của mình.